tất cả các món quà nó sẽ đều xuất phát từ tấm lòng. Quan trọng là các bạn nam, nếu mà mình có những cái hành động yêu thương nè, hoặc là những món quà muốn dành tặng cho những người phụ nữ của mình thì là quá tốt rồi. Còn nếu không á, thì mình hãy luôn dành những cái tình cảm trân trọng và yêu thương nhất cho những người phụ nữ bên cạnh mình. Tại vì tại sao lại có các ngày lễ? Đó là những cái dịp đặc biệt để chúng ta có thể thể hiện tình cảm chúng ta. Chị không nghĩ là 8 tháng 3 thì con trai phải tặng quà cho con gái, vì chị nghĩ là cả năm con trai phải tặng quà cho con gái. Vì chị là con gái. Thật ra đối với thân mình, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ thì con trai phải chiều chuộng và tặng quà cho bạn nữ là đúng rồi. Nhưng mà đối với thân mình á, cá nhân thân mình thì ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 hết á. Ngày nào cũng nên tặng quà và mình nên chiều chuộng người phụ nữ của mình. Không phải là riêng ngày 8 tháng 3 đâu, mà là con trai là phái mạnh mà phụ nữ thì là phái yếu. Mà thường con gái thì họ thích cái sự quan tâm, thích cái sự họ thích được nhõng nhẽo. Cho nên là Lan nghĩ là thôi, các anh nếu mà yêu thương những người con gái của mình thì không chỉ riêng ngày 8 tháng 3 mà tất cả các ngày khác các anh đều có thể thể hiện cái sự tôn trọng, cái sự yêu thương và giống như là luôn cho những cái người phụ nữ của mình một cái đặc ân, một cái đặc quyền để được được nhõng nhẽo, được yêu thương và được làm sếp. Làm sếp. Đối với anh Đức nha, cái chuyện mà nếu mà chúng ta quan tâm tới nhau thì cái chuyện đối xử tốt mỗi ngày đó là cái mà mình phải làm rồi. Còn 8 tháng 3 là một cái dịp lễ, những cái dịp đặc biệt, chúng ta hãy mạnh dạn thể hiện trong những cái ngày đó. Còn cái chuyện mà tốt mỗi ngày thì trách nhiệm mỗi người phải làm thôi. Trách nhiệm mỗi người phải làm thôi. Dư thì Dư nghĩ là quan điểm đó cũng khá là tốt. Tại vì thật ra cái chuyện mà hãy trân trọng những người phụ nữ bên cạnh mình, hãy đối xử với nhau tốt hơn mỗi ngày, đó là cái chân lý đằng sau những cái món quà hoặc là những bó hoa. Còn dĩ nhiên có những anh thì vẫn yêu thương cái người phụ nữ của mình, vẫn muốn dành những cái điều tốt đẹp hơn, nhưng mà có thể là người ta muốn hành động một cái gì đó hoặc là một cái món quà thiết thực và ý nghĩa. Thì chị sẽ nói thêm cho em một vài câu nữa, là có người họ còn kinh khủng như thế này, là họ không có quà ngày 8 tháng 3 cho vợ họ mà họ cũng không cư xử tốt hàng ngày luôn. Hãy thay cái chữ tại sao bằng vì nhau. Để gợi nhớ cho chúng ta là chúng ta có một người mẹ để yêu thương. Chúng ta có một người vợ, một người mẹ của các con chúng ta để chúng ta yêu thương, phải không các bạn trai? Nên những bạn nữ thì đừng vì ngày 8 tháng 3 đó mà chúng ta tủi thân nếu chồng mình hay bạn trai mình quên đi món quà trong ngày đấy. Bởi vì có khi những người đàn ông đó, trong mắt của họ thì người vợ đó, người mẹ đó ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 nhé. Thì đúng rồi. Không có đàn ông thì làm sao mà có được phụ nữ, cũng như là không có phụ nữ thì làm sao mà có được đàn ông. Cho nên lúc nãy Lan nói rất là rõ, đó là cái gì nó cũng phải có qua có lại, có qua có lại thì tọa lòng nhau thôi. Thật ra là hồi trước á, là có ai đó đã nói với Miu một cái câu như thế này, đó chính là phụ nữ chính là cái nguồn động lực của cánh đàn ông để họ cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày. Hồi trước Du có tâm sự vui với lại một vài anh bạn thì thật ra họ nói là nếu như mà bây giờ anh không làm vì vợ, vì con, vì gia đình thì thật ra anh không có động lực để mà cố gắng nỗ lực hơn. Đàn ông sẽ không biết là họ kiếm tiền nhiều để làm gì hết. Và phụ nữ chính là cái nguồn động lực để đàn ông họ cố gắng hơn mỗi ngày. Thì tương tự điều ngược lại, đàn ông cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Xã hội chúng ta đã có nữ có nam, mỗi người chúng ta sẽ có một cái vai trò nhất định trong cuộc sống. Và dĩ nhiên nhờ những người đàn ông mà những người phụ nữ như Miu cảm thấy là cuộc sống này nó tốt đẹp hơn và nó có nhiều điều trân trọng và ý nghĩa hơn. Từ lạ thành thường, 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel.